Quả chuối có màu vàng. Quả chuối có màu vàng và nó rất ngon cô. À, có nghĩa là mình sẽ liên kết tới những cái có liên quan tới từ khóa đúng không? Dạ. Đây, Tôi đúng sẽ rồi. ghi được rất nhiều từ khóa. Đúng rồi. Vậy thì khi mà mình bị bí ý tưởng, vừa rồi cô có hướng dẫn các bạn, khi mà mình bị bí ý tưởng đó thì mình phải làm như thế nào để mình có thêm ý tưởng vậy? Ngọc Mai trả lời luôn ha. À, Ngọc Mai bị tắt mic rồi hả? Ngọc Mai mở mic lại đi. Ngọc Mai bổ sung thêm giúp cô, khi mà mình bí ý tưởng thì mình sẽ dùng cách nào để mình có thêm ý tưởng vậy? Dạ thưa cô là mình tìm một cái từ khóa, sau đó mình tìm một từ khóa nào đó, ví dụ như là mình đang làm vẽ về thể dục đi, mình bí ý tưởng ở cái chỗ mà vẽ cái con người thể dục thì mình vẽ, thì mình nghĩ ra một chữ chạy, thế là mình vẽ ra được rất nhiều cái hình con người rất chạy cô. À đúng rồi, đúng là một ý anh các bạn ha. Cái là khi mà mình triển khai ý tưởng á, mình có một từ khóa thôi mà mình không có triển khai ra được cái ý để mình vẽ á, thì mình hãy nghĩ ra một cái từ khóa nào đó nó có liên quan tới cái từ khóa của mình ha. Ví dụ vừa rồi mình thực hành cái bài về trái cây thì có nhiều bạn không hình dung ra được là mình sẽ vẽ cái mind map chủ đề trái cây nó ra như thế nào hết, thì mình hãy gắn một cái từ khóa khác nó có liên quan, ví dụ như là chữ ngọt nè, chữ chua nè, cứng nè, mềm ha, là ví dụ như là những tính từ bổ sung cho cái từ khóa đó để mình có thêm nhiều ý tưởng ha các bạn ha. À, vừa rồi mình thực hành khi mỗi lần mà mình gắn thêm một cái từ khóa thì mình ra rất là nhiều ý tưởng nữa đúng không nào? Còn nếu không á thì não của mình suy nghĩ ra được trong giới hạn chỉ có bấy nhiêu thôi. Còn nếu mà mình gắn thêm từ khóa để mà mình triển khai ra được đó, rất là nhiều ý ha các bạn. Sau đó mình sẽ gom nhóm lại và mình sẽ vẽ mind map ha các bạn ha. Đó, thì các bạn có thể sử dụng mind map để ứng dụng trong việc học tiếng Anh đó các bạn. À, các bạn nào có muốn là học tiếng Anh và mình tóm tắt bài học bằng tiếng Anh không? Các bạn có mong muốn là mình học mind map để mình có thể tóm tắt bài học bằng tiếng Anh không? Hay là mình học từ vựng bằng tiếng Anh? Các bạn nào mong muốn thì các bạn gõ số 3 nha. Rồi, cô thấy có rất là nhiều bạn cũng rất là muốn là mình ứng dụng cái mind map vào học tiếng Anh ha. Hôm sau cô sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Hôm sau mình sẽ thực hành mình sử dụng mind map để tóm tắt bài học, hoặc là mình để mà mình ôn từ vựng ha, để mình hệ thống lại những cái từ vựng tiếng Anh của mình. Được không nào? Thì buổi sau cô sẽ hướng dẫn các bạn chủ đề này nha. Hôm nay thì mình sẽ học một cái mình sẽ thực hành vẽ một cái mind map về chủ đề về sở thích. Và cô cũng sẽ cùng nhau giúp cho các bạn lên ý tưởng cho cái chủ đề này nha. Rồi, các bạn nào đã sẵn sàng cho buổi học ngày hôm nay, các bạn hãy gõ chữ S nào. Rồi, cô mời các bạn cùng nhìn lên màn hình nha. Rồi, về chủ đề sở thích, nếu như mà các bạn chỉ nghe cái từ khóa là sở thích thôi thì các bạn sẽ trong đầu các bạn hiện lên những cái ý tưởng gì, các bạn hãy ghi vào ô chat giúp cô nha. Các bạn hãy ghi vào ô chat giúp cô là khi mà mình có cái từ khóa là sở thích thì mình sẽ vẽ những cái gì nè. Bây giờ mình đang brainstorm ha các bạn ha, mình đang đóng góp ý tưởng cho nhau nè. Các bạn hãy ghi vào ô chat nha. Sở thích các bạn thì sẽ ghi là thể thao nè, ăn uống, môn học. Và đúng rồi, mình có rất là nhiều sở thích nha các bạn ha. Các bạn có thể có rất là nhiều sở thích liên quan. Ví dụ như mình môn học nè, mình học môn gì ha, mình thích môn gì, mình thích môn thể thao gì, thích ăn món gì, à du lịch ở đâu nữa đúng không nào? Đó, màu sắc yêu thích của mình là gì? Đó, rất là nhiều ý tưởng rồi ha. Các bạn nhớ là một lát nữa mình sẽ chọn một vài cái ý tưởng để mình có thể thực hành luôn nha các bạn. À, có bạn thì ghi là con vật yêu thích của em nè, à xem tivi. Xem tivi có nghĩa là mình sẽ xem cái chương trình gì trên tivi đúng không? À, cái chương trình yêu thích của em, đúng rồi. Màu sắc còn gì nữa không các bạn? À, quả như là trái cây yêu thích của em đó. Mình có thể vẽ một cái bài mind map giới thiệu về sở thích của mình cho mọi người ha. Mình có rất là nhiều sở thích.
À, bài hát yêu thích đúng không? À, món ăn. À, món ăn mà mình thích nấu ha các bạn ha. Các bạn ghi là à, múa, vẽ. À, sao các bạn không nghe gì vậy? Các bạn đã nghe rõ âm thanh rồi mà đúng không? Rồi, còn gì nữa không nào? Chó, mèo, thỏ. Mình đang bình luận về cái từ khóa cho cái nội dung thứ nhất nha các bạn ha. Cho cái nhánh chính á, đó là những cái nhánh chính nè các bạn ha. Chứ mình được có bình luận vào cái những cái ý phụ. Ví dụ như các bạn bình luận đây là vật nuôi, con vật yêu thích của em, đó là ý từ khóa của nhánh chính. Còn ví dụ như các bạn ghi mèo, chó, thỏ gì đó thì đó là cái dạng diễn giải cho cái nhánh nhánh chính thì nó là nhánh phụ ha. Rồi, hoa, màu sắc. Sách yêu thích ha, thể loại sách yêu thích rất là nhiều. Đó, thế thì bây giờ cô cũng sẽ tóm tắt lại một vài cái ý tưởng nha. Như hồi nãy giờ các bạn có thấy là hầu như là ghi những cái sở thích cũng gần như là những cái mà cô liệt kê ra, và chúng ta sẽ thực hành để vẽ ha. Món ăn nè, thức uống nè, màu sắc, môn học. À, và có thêm một cái nữa gọi là hoạt động, có nghĩa là hoạt động yêu thích của em là gì á các bạn. Nha, lúc các bạn rảnh rỗi thì các bạn thích làm gì ha. Nào, mình nói riêng về hoạt động rồi, về môn thể thao yêu thích nè, giống các bạn luôn, rất là giống các bạn đúng không? Điểm du lịch yêu thích và giải trí, môn giải trí yêu thích của các bạn. Đó, thế thì bây giờ chúng ta sẽ nghĩ xem mình sẽ vẽ cái gì cho cái hình trung tâm nào. Nếu mà mình nói về chủ đề yêu thích và nói về sở thích thì bây giờ mình sẽ vẽ cái gì cho hình trung tâm nào? Các bạn đóng góp ý tưởng nha. Các bạn ghi vào ô chat giúp cô để cô có thể là đọc được nhiều ý tưởng từ nhiều bạn ha. Mình sẽ vẽ hình ở giữa là mình vẽ trái tim, đúng rồi. Trái tim đó chính là những cái giống như là mình thích thì mình thích mình mới vẽ hình trái tim đúng không? Các bạn vẽ trái banh. Trái banh đúng rồi, có nghĩa là mình chỉ vẽ về cái một môn thể thao thôi hả? Bạn có thể vẽ bất cứ những cái gì mà các bạn thích ở hình trung tâm để mình có thể minh họa một vài cái hình nhỏ nhỏ ở trong cái trái tim cũng được ha các bạn ha. Có hình mặt cười cũng được, như là lúc đó là mình hoạt động, mình làm những cái điều mình thích thì mình sẽ rất là vui, mình cười đúng không? Đó, rất là nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau vẽ hình trung tâm ha các bạn ha. Nếu mà các bạn nào mà không thích thì các bạn có thể vẽ hình một em bé cầm cái trái tim ha, em bé đang cầm trái tim. Rồi mình có thể ghi thêm chữ ở trong đó cho người ta biết luôn. Nhiều khi người ta không biết là cái này là rõ ràng cụ thể là gì. Mình có thể ghi chủ đề ở trong đó luôn. Các bạn có thể ghi tiếng Anh, tiếng Việt gì cũng được ha các bạn ha. Một người đang nằm trên cái phao bơi. À, đây là sở thích của bạn là thích đi bơi đúng không? Rồi, vậy thì các bạn hãy, chúng ta hãy thực hành nhé các bạn. Các bạn lấy giấy ra nha. Bây giờ mình sẽ vẽ cái hình trung tâm trước nha các bạn ha. Các bạn đã biết cách để xác định vị trí hình trung tâm và cái kích thước của hình trung tâm rồi đúng không nào? Nếu như mà chúng ta thực hành nhiều á, các bạn có thể vẽ một cái hình trung tâm ở giữa là mình bằng cách là mình vẽ lên cái bìa cứng á các bạn. Các bạn cứ vẽ cái dấu chéo như thế này ở trên đó, và các bạn có thể vẽ vẽ luôn một cái hình tròn ở giữa hoặc là cái hình ở giữa để cho mình có thể hình dung ra được là nó ở cỡ nào ha. Nếu mà giấy A4 thì nó vừa vừa cỡ khoảng 4,5 cm nha các bạn.
Rồi bây giờ mình sẽ thực hành mình vẽ nha. Cô sẽ vẽ hình một em bé. Hello Hồng ơi, cô Hồng ơi. Dạ em nghe chị. Cô Hồng phóng to cái để em sao? Phóng Để to em để cho cái màn hình vẽ của em lên nhá. Để em cho nó thấp xuống. Rồi. Rồi, các bạn nhìn thấy ha. Mình vẽ nhanh thôi ha các bạn ha. Vẽ một cái hình trung tâm. Nào là có thể làm các bạn vẽ hình bé trai hay bé gái tùy theo mình ha các bạn. Tóc dài tóc ngắn gì cũng được, cô vẽ tóc ngắn cho nó nhanh. Đó. Và mình sẽ ghi ở giữa là chủ đề là happy, cô sẽ ghi tiếng Anh. Rồi, các bạn hãy vẽ và lên màu cho cái hình trung tâm luôn nha.
Là vẽ xong mình trung tâm mình có thể tô màu luôn nha các bạn nha. Nếu mà cái hình trung tâm của các bạn, cái hình trái tim ở giữa thấy nó trống quá, các bạn có thể trang trí thêm hoa văn cho nó nha. Mình có thể trang trí rất là nhiều hoa văn dựa vào 6 nét cơ bản các bạn nhớ không? Các bạn làm sao để cho cái hình của mình nó có nhiều màu sắc ha? À, tô màu nha. Nào mà sử dụng cái loại bút giống như vậy á, các bạn nhớ là phải để ở dưới là một cái tờ giấy các bạn đó, hoặc là để một cái tờ giấy khác nha. Rồi dưới đây cô có một cái giấy bìa nên là nó không có bị thấm lên trên. Cô sẽ để thêm một cái tờ giấy nháp ở dưới nữa. Rồi các bạn đã vẽ xong hình trung tâm chưa nào? Các bạn nào đã vẽ xong thì các bạn bấm chữ X giúp cô nha. Các bạn có thể vẽ được nhiều hình còn đẹp hơn cô Hồng nữa đúng không? Rồi cô muốn xem vài vài cái hình nào. Các bạn giơ lên cho cô nha. Các bạn giơ lên xem. Các bạn cứ giơ lên màn hình đi cô nhìn nha. À, cô thấy Ngọc Mai cũng vẽ một hình trung tâm ở giữa hình trái tim. Ghi chữ like. Ok. Bạn Ngô Trà My không nghe tiếng hả con? À, con không nhìn thấy hả? Rồi, con đã nhìn thấy chưa? Rồi, cô thấy bài của Ngọc Mai rồi, bài của Bảo Quyên. Đâu, bài Bảo Quyên cho cô xem nào.
À, bảo Quyên vẽ hình ở mặt trời ở giữa hả? Cái này thì người ta có biết được là cái chủ đề và sở thích của mình không? Thế thì con phải ghi rõ cái tên chủ đề vào. Có thể là con ghi ghi cái tên, ghi cái là sở thích hay gì đó để người ta không có bị hiểu nhầm ha. Tại vì cái hình trung tâm của con á, nó nói lên được rất là nhiều điều. Nhưng mà cái đặc thù của cái hình ông mặt trời đang cười thì nó rất là giống về một cái chủ đề về thiên nhiên. À. Rồi, con có thể bổ sung thêm cái từ khóa để cho người ta có thể làm hình dung ra rõ hơn cái chủ đề của mình nha. Rồi, con muốn xem bài của Thiên Ân nè. À, con là Lê Phạm Thiên Ân đúng không? À, con để hình gần một chút xíu cho con xem nha. Rồi, con vẽ một hình trái tim, sở thích. À, thế thì khi mà chúng ta vẽ hình trung tâm, các bạn có nhớ là mình cần phải lưu ý điều gì không nào? Khi vẽ hình trung tâm, các bạn phải lưu ý là nhánh của mình, nhánh chính nó phải chạm vào hình trung tâm. Nếu như con ghi cái chữ ở bên ngoài á, và nó không có một cái gì bao quanh xung quanh á, con rất là dễ bị vi phạm cái luật là nhánh không chạm vào hình trung tâm ha các bạn ha. Ví dụ như là của Thiên Ân, con có thể đưa lên cho cô xem lại đi. Con ghi chữ sở thích ở bên ngoài á, nên là con phải làm sao để cho nó có một cái sự kết nối từ cái hình trung tâm tới cái chữ của con, bằng cách là một là con có thể vẽ thêm một vài cái hoa văn, hoặc là con có thể tô cái nền, một cái nền cho nó ha, chứ còn con ghi không như vậy á, hoặc là con có thể vẽ thêm một cái ô, một cái viền ở xung quanh ở dưới á, làm cái nền cho cái chữ sở thích á, để cho nó dính vào cái hình trung tâm của con, thì khi mà mình vẽ mình không có bị cái lỗi là nhánh chính không chạm hình ha các bạn ha. Cô nói ví dụ như vậy, Thiên Ân có hiểu ý cô không? Cô vừa gợi ý cho con cách để con có thể khắc phục được cái hình đó, thì con có hiểu cái cách làm chưa? Ví dụ như của con hình trái tim ở đây đúng không? Đây. Của con hình trái, các bạn có nhìn thấy không nhỉ? Ví dụ như của con hình trái tim ở đây đúng không? Con ghi chữ sở thích ở dưới đúng không? Thì nó sẽ làm cho cái hình của con nó bị rời rạc đó. Nó không có dính vào đây. Một là con phải ghi chữ sở thích ở trong đây luôn. Hai, nếu mà con ghi như vậy á, con phải tạo cho nó một cái nền, hoặc là nó có một cái nền con tô ở phía dưới ha, hoặc là con có thể trang trí thêm cho cái hình của mình cái gì đó, nói chung là có thể vẽ thêm hình con ở trong đó nha, hoặc là con vẽ cái gì đó xung quanh để cho nó kết nối lại, nó kết nối giữa cái hình và cái chữ của con, chứ con ghi như vậy nó sẽ bị rời rạc, nó sẽ không có đảm bảo được cái tiêu chí của mình khi vẽ hình trung tâm nha các bạn ha. Rồi Thiên Ân có hiểu ý cô chưa? Rồi, vậy thì con bổ sung nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu là mình sẽ coi coi là những cái nhánh phụ mình sẽ vẽ hình gì hả các bạn ha. Cô có một vài cái gợi ý cho các bạn nhìn lên màn hình nha. Rồi, khi mà mình vẽ, có thể là các bạn ở đây là cô có ghi tới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tới 8 ý lận các bạn. Một cái bài mind map của các bạn tối đa là cỡ khoảng 7 ý là đẹp ha. Ở đây các bạn có thể chọn chọn cỡ khoảng 4 hoặc là 6, ha, 4, 4 nhánh hoặc là 6 nhánh cũng được. Nếu mà mình vẽ hết 8 nhánh này sẽ rất là mất nhiều thời gian á. Thì các bạn có thể là dành thời gian thêm để các bạn luyện tập ở nhà, nhưng ở đây cô sẽ chọn 4 ý 6 ý ha, 6 ý để chúng ta vẽ. Nếu mà kịp thời gian, còn nếu không thì những cái nhánh còn lại mình sẽ ở nhà mình thực hành thêm ha các bạn ha. Ở đây cô xác định là cái bài mind map của cô sẽ có 6 nhánh nên là cô sẽ chia ra, mình sẽ cân đối cái bố cục ngay từ đầu nha. Ngay từ đầu mình phải xác định là mình sẽ chọn những cái ý ý chính là gì ha. Mình coi là bao nhiêu nhánh để mà mình phân bố, chứ đừng có vẽ tới đâu mà lấy tới đó thì cái bài mind map của các bạn sẽ bị cái lỗi là bố cục. Rồi, vậy thì thứ nhất là cô cũng sẽ ghi món ăn ha, món ăn. Món ăn thì mình có thể vẽ những cái hình món ăn ha. Ở đây là một vài cái hình món ăn các bạn có thể xem tham khảo để các bạn có thể vẽ vào, hoặc là các bạn tưởng tượng ra, các bạn nào đã có hình ảnh trong cái sketchnote và các bạn đã thực hành cái cuốn 1000 hình á, thì trong đó cũng có rất là nhiều cái hình về món ăn ha, các bạn có thể là đã biết rồi thì các bạn vẽ ngay luôn. Bây giờ mình sẽ ghi nhánh thứ nhất. Tên của nhánh là gì nè?
tên của nhánh thứ nhất là món ăn ha, món ăn yêu thích thì cái đây là sở thích mà, thì mình có thể là ghi là món ăn. Tại nhà cô phải, nếu mà cô để cái màn hình cho các bạn xem thì cái hình của cô chiếu tay cho các bạn coi thì nó sẽ hơi nhỏ đúng không? Các bạn có thể chụp màn hình lại ha các bạn chụp màn hình lại xong rồi các bạn xem nha. Nếu mà bạn nào muốn xem cái hình trên đây thì mình chụp màn hình lại. Mình chụp màn hình lại rồi xong sau đó là mình sẽ thực hành mình vẽ được không nào? Rồi cô sẽ tắt cái màn hình share này đi nha. Rồi cô cho các bạn một chút xíu thời gian để các bạn có thể là chuẩn bị ha. Rồi, các bạn nào đã xong thì cô tắt màn hình share nha các bạn để cô vẽ cho các bạn tham khảo nha. Ở đây có rất là nhiều hình dễ thương nè. Các bạn thích những cái món ăn nào mình có thể là mình ghi ra, mình vẽ lại. Trong đây có sô-cô-la nữa nè, có pizza, hamburger. À. Rồi, cô tắt màn hình share nha. Các bạn chụp lại rồi các bạn tham khảo sau nha. Cô sẽ ghi món ăn của mình. Rồi món ăn tiếp theo, một lát nữa mình sẽ tô màu cũng được ha các bạn. Các bạn nào thích ăn kem không? Ăn kem. Các bạn có thể vẽ hình cái kem vào nha. Rồi các bạn. Cô thích ăn trứng ốp la. Rồi, mình sẽ vẽ rất là nhanh ha các bạn nè. Các bạn có thể trang trí nhánh chính luôn cũng được ha các bạn.
Rồi mình vẽ tiếp nhánh thứ hai nha các bạn nha. Các bạn xong chưa? Nếu mà các bạn chưa xong thì cô chờ các bạn một chút xíu. Bạn nào đã xong nhánh thứ nhất rồi thì bấm giúp cô là số 1. Các bạn nào để cô xem, bạn nào chưa xong thì cứ vẽ nha. Bạn nào đã xong rồi để cô coi là cô có thể chờ các bạn nha. Trong khi chờ các bạn thì cô sẽ tô màu. À, có khoảng 5-6 bạn xong rồi, còn các bạn khác chưa xong. Mình cho các bạn thêm 2 phút nha các bạn nha. Trong khi đó mình tô màu ha. Rồi mình sẽ vẽ tiếp nhánh thứ hai được không các bạn? Nhánh thứ hai để xem là mình sẽ có những cái ý tưởng gì để cho các bạn có thể tham khảo nha. Ở đây có rất là nhiều hình món ăn, các bạn có thể là thực hành nhiều ha, mình thực hành nhiều mình sẽ vẽ đẹp thôi. Bây giờ mình chỉ cần là mình vẽ cho ra cái hình đó được rồi, còn mình sẽ có thêm thời gian để mình thực hành ở nhà ha các bạn ha. Tiếp theo mình sẽ có nhánh thứ hai, chúng ta sẽ có thể vẽ về thức uống ha, ba thức uống. Mình có thể chọn mỗi một ý như vậy, các bạn ghi khoảng 2 đến 3 nhánh phụ ha các bạn ha. Nếu mà ghi một cái thì nó rất là xấu ha, mình phải chọn 2 đến 3 nhánh. Các bạn ơi, khi mà các bạn vẽ hình trung tâm á, cô có một cái lưu ý như thế này. Nếu như mà cái hình trung tâm của các bạn á, các bạn nhìn cái hình của cô nha. Các bạn nhìn cái hình của cô nha. Khi mà mình vẽ á, mình nghĩ là nó vẽ được, nhưng mà khi mà mình vẽ nhánh nó sẽ bị một vài cái lỗi là nó có thể bị khuyết cái nhánh vô như thế này nè các bạn. Có khi ví dụ như cô cần vẽ ở đây một cái nhánh đúng không? Để cô vô này đi. Ví dụ cô cần vẽ ở đây một cái nhánh đúng không, thì nó sẽ bị lõm như thế này nè các bạn. Thì các bạn có biết cách như thế nào để mình có thể khắc phục lại cái lỗi này không? Nếu mà mình tô cái nhánh của mình vô đây luôn á, nhìn nó rất là kỳ ha. Các bạn có thể là tạo một cái hình nền ở phía sau của em bé này á. Ví dụ như mình tưởng tượng như bạn này đang đứng ở phía sau một cái gì đó, mình có thể tạo một cái hình nền, hoặc là mình cứ tô cái background là một cái hình, một cái màu nó nhạt nhạt một chút xíu, giống như một cái background của bạn đó ha. Xong đó mình vẽ cái hình, cái nhánh thì nó sẽ đẹp hơn là mình sẽ vẽ vẽ lên trên cái hình luôn ha các bạn. Cái này là gợi ý thôi, các bạn có thể vẽ hay không tùy các bạn nha. Nhưng mà theo cô thì cô sẽ vẽ một cái background phía sau như thế này. Cô sẽ tô một cái background cho bạn này. Background của cô sẽ là màu xanh nhạt.
mình chọn một cái background thì nó màu nhạt thôi, lợt lợt thôi. Để tôi không có cái màu nào nhạt. Đúng. Mình chọn lên. Rồi, được không? Bạn nào thích thì có thể vẽ cái cây. Cô ở đây mình vẽ nhanh cho nên là cô sẽ vẽ đơn giản thôi. Mình sẽ vẽ tiếp nhánh thứ hai. Uống mình sẽ chọn những cái hình ảnh này hồi nãy cô có đưa cho các bạn xem ha. Rồi các bạn có thể chụp màn hình lại nha, thức uống để xem là mình sẽ chọn cái gì. Các bạn có thể vẽ trà sữa nè, ha, trà sữa. Bạn nào thích uống Coca-Cola không? Các bạn có thể vẽ cái lon nước ngọt nhìn rất là dễ thương nè ha. Cô thì cô uống hạt chia rồi. Uống những cái nước giải khát mà có ga không có tốt cho sức khỏe ha các bạn. Mình hạn chế lâu lâu mình hay uống thôi ha. Tốt nhất là các bạn hãy tập uống hạt chia.
Rồi mình còn một cái hình nữa, mình chọn một hình nữa ha các bạn. Cô thích uống nước trái cây. Rồi. Các bạn nào mà có cái cây bút lông đầu to, các bạn có thể vẽ cái nhánh cho nó to ở cái nhánh thứ nhất, kế cái nhánh thứ hai đó các bạn, kế nhánh chính nha các bạn ha, nó sẽ to hơn cái nhánh thứ ba. Vẽ sao cho nó đẹp ha. Bạn nào đã vẽ xong nhánh thứ hai các bạn bình luận số 2 giúp cô nha. Bạn nào đã xong nhánh thứ hai thì bình luận số 2. Còn các bạn nào chưa xong thì mình hãy vẽ tiếp ha. Trời ơi, cô thấy rất là nhiều bạn vẽ rất là nhanh luôn, rất là giỏi. Bạn nào ghi nhiều số 2 thế này. Rồi, mình tiếp nha, một lát nữa mình sẽ quay lại mình tô màu sau cũng được. Nhánh tiếp theo mình sẽ có sở thích về gì nào? Ăn uống rồi nè. Rồi mình có thể sở thích về môn học của mình ha các bạn ha, môn học. Môn học thì các bạn coi là các bạn thích hình gì? Các bạn có thể cách đơn giản nhất là các bạn có thể vẽ cái cuốn sách rồi các bạn ghi tên của cái môn học đó vào là dễ ha. Là đơn giản nhất, hoặc là cách thứ hai các bạn có thể vẽ cái dụng cụ học tập đặc trưng cho cái môn học đó ha. Ví dụ như mình học môn toán thì các bạn có thể vẽ cái hình cái thước cái ke hoặc là vẽ hình cái máy tính. À, còn nếu mà thích môn hóa học, những cái môn nghiên cứu á, thì các bạn có thể vẽ cái hình cái ống nghiệm này. Hoặc là các bạn thích vẽ thì vẽ ô ô bảng màu này ha. Đó, rất là nhiều hình các bạn có thể tham khảo nha.
Có bạn nào thích môn tiếng Anh không? Bạn nào thích tiếng Anh thì là giống của Hồng rồi. Tiếng Anh thì mình hãy vẽ cái hình là cuốn sách ghi chữ English là đủ rồi hả các bạn? Hoặc là các bạn nào thích vẽ lá cờ Anh ha, thì các bạn có thể vẽ. Mình còn thích môn gì nữa nào? Các bạn nào đều thích vẽ hết đúng không? Các bạn có thể ghi mỹ thuật hoặc là vẽ cũng được ha. Môn mỹ thuật. Kỹ thuật là nói chung những cái môn nghệ thuật mà làm đẹp á, có thể là rất là nhiều thứ nữa. Bạn nào thích học soroban không? Cô sẽ vẽ soroban vào đây. Soroban thì mình vẽ thế nào nhỉ? Mình sẽ vẽ bàn tính soroban ha. Bàn tính soroban. Vẽ tượng trưng thôi ha các bạn ha, các bạn muốn vẽ cái bàn màu gì thì tùy các bạn nhé. Rồi. Mình xong nhánh thứ ba. Các bạn nào đã xong nhánh thứ ba thì các bạn comment giúp cô nào. Bạn nào chưa xong thì mình vẽ tiếp nha. Để cô xem có bao nhiêu bạn đã vẽ xong. Cô ơi, bạn nào mà cô ơi nhiều quá vậy. Ngọc Mai cần hỏi gì hả con? Rồi, cô mời Ngọc Mai. Ngọc Mai có câu hỏi gì nào? Thưa cô là ở cái học soroban là học là đăng ký ở đâu cô hay là tải về ạ? Đang vẽ mind map mà. Mình đang vẽ mind map mà con. Con nếu như con muốn học Soroban thì con hãy nói ba mẹ mua cho con cái khóa học Soroban ha. Nó là một cái ứng dụng con có thể học trên điện thoại. Con có học Soroban chưa?
Con chưa biết Soroban là cái gì á. Doraban chưa biết là gì hả? Đâu rồi? Dạ. Nó là cái này nè. Cái bàn phím đó à Không cô? học mà tính nhanh như là các bạn có thể tính nhẩm mà cộng trừ nhân chia mà không cần phải dùng tới máy tính á, là các bạn học Soroban này ha. Con nói ba mẹ tìm hiểu cái Soroban và mua cho con một cái tài khoản để con học nha. Cái này rất là Dạ thú vị. cảm ơn cô. Thì Ừ. con chỉ con bảo mẹ mua cho con cái đó rồi con để con đăng con có tham gia cái con có tham gia cái nhóm Facebook Soroban gì đó, con không biết mà con thấy nó hiện lên bên góc trái con bấm vô thử. Thấy là cái Soroban lớp 2 con bấm bấm tham gia nhóm mà con coi thử có cái link bên cạnh đó cô, con bấm vô Ừ. luôn. Rồi, con nói ba mẹ tìm hiểu cái big brand Soroban ha. Big Dạ có big cảm brand cơ. Soroban nó sẽ Ừ. có rất là nhiều cái ứng dụng mình có thể sử dụng cả giống như chơi game vậy đó, mình có thể tính cả cộng trừ nhân chia luôn ha con. À có cảm cơ. Rồi, các bạn đã xong ý thứ hai, thứ ba chưa nào? Nhánh thứ ba chưa nào? Các bạn đang làm nhánh thứ tư luôn, bạn Minh Ánh rất là giỏi. Rồi mình tiếp theo nhánh thứ tư nha. Nhánh thứ tư mình có thể nói về hoạt động yêu thích của mình ha, các bạn có thể chọn ba hoạt động yêu thích của mình là gì nào. Các bạn nào thích nghe nhạc không, thích hát karaoke, thích chơi bóng rổ hay là thích chơi đàn guitar đó, có rất là nhiều cái sở thích các bạn có thể chọn ha. Có nhiều bạn thì thích chơi Rubik nữa nè, thích nấu ăn ha, đó là hoạt động các bạn chọn và vẽ nha. Các bạn có cần xem hình ở trên đây không nào? Các bạn có cần xem những cái hình ảnh của cô không? Nếu mà có thì cô sẽ để cho các bạn, còn nếu không thì cô tắt đi để cô mở cái màn hình mà cô vẽ cho các bạn tham khảo. Không cần hả? Ngọc Mai không cần, nhưng mà các bạn khác thì sao? Các bạn nào cần thì các bạn ghi giúp cô số 4 nào. Bạn nào cần cái hình ở trên đây để các bạn tham khảo, các bạn vẽ thì các bạn bấm số 4. Ngọc Quyền. Rồi. Vậy thì cô vẽ một hồi nữa chúng ta sẽ cùng trao đổi bài mình xem nha. Bây giờ các bạn vẽ bài của các bạn nha. Các bạn có thể xem hình của cô mà nó hơi nhỏ thôi. Rồi nhánh thứ tư mình sẽ kêu là hoạt động ha, hoạt động. Các bạn lưu ý giúp cô là khi vẽ nhánh mình nhớ là sẽ có màu nóng và màu lạnh xen kẽ nha các bạn nha. Màu nóng và màu lạnh nó sẽ làm cho cái màu của mình nó nổi bật lên. Màu lạnh, bây giờ cô tới màu lạnh. Là mình sẽ vẽ màu tím. Cô sẽ vẽ màu tím.
Rồi bạn nào đã vẽ xong nhánh thứ tư, các bạn bình luận số 4 giúp cô nào. Rồi các bạn vẽ nhanh quá ha. Rồi cô thấy rất là nhiều bạn vẽ xong. Rồi bây giờ mình tiếp theo hoạt động tiếp theo các bạn ha. Một hồi nữa cô rất là nôn nóng mong xem coi là bài vẽ của các bạn như thế nào. Mình vẽ tiếp hoạt động thứ 5 của mình. Có thể là các bạn nào mà chỉ vẽ 4 nhánh thì các bạn vẽ xong rồi. Còn các bạn nào vẽ 6 nhánh giống như cô thì mình vẽ thêm 2 nhánh nữa nha. Bây giờ tới môn thể thao yêu thích. Được không nào? Thể thao thì mình sẽ chọn những cái môn mình thích khoảng 2 nhánh thôi. Nếu mà các bạn thấy là cái mind map của bạn nó hết chỗ rồi, ví dụ như cô bây giờ là cô vẽ nhiều nữa là tại cô vẽ cái hình minh họa rất là to, cô không có vẽ hình nhỏ xíu được, vẽ hình nhỏ nó khó vẽ lắm, với lại hồng tô màu không có được, nên là cô vẽ hình minh họa là cô vẽ hình cho nó to, mình tô màu lên nó sẽ rất là đẹp ha. Rồi mình có thể chọn hai môn thể thao. Cô sẽ chọn môn thể thao. Các bạn nào thích bơi không? Bơi thì mình vẽ hình mình người đang bơi ha. Rồi, cô sẽ vẽ tiếp nhánh thứ 6. Các bạn nào vẽ xong nhánh thứ 5 rồi? Các bạn xong nhánh thứ 5 thì các bạn bấm số 5 cho cô nha. Còn nếu chưa xong thì cô chờ các bạn một chút. Trong khi đó cô sẽ tô màu. Cô lười tô màu quá. Rồi vậy thì các bạn nào vẽ xong rồi các bạn có thể tô màu nha, đợi các bạn một chút xíu cho các bạn khoảng 2 phút nữa nha. 2 phút nữa.
Mình sẽ vẽ tiếp nhánh tiếp theo nha. Cô thấy bạn nào mà gõ số 5 nhiều thế này. Mình vẽ tiếp nhánh thứ 6 ha. Thứ 6 mình sẽ có thể là ghi là du lịch nè. Các bạn có thể ghi là điểm du lịch yêu thích của các bạn. Các bạn thì vẽ núi, vẽ đi núi, đi biển ha. Các bạn đi về quê, về nông thôn thì các bạn có thể vẽ hình cái trang trại giống như vậy. Hoặc là các bạn thì thích đi đi du lịch mà đi nước ngoài, các bạn có thể vẽ cái máy bay hoặc là cái vali ha. Rồi, mình vẽ xong cái nhánh này là mình xong rồi các bạn.
Rồi, các bạn nào đã vẽ xong rồi? Bạn nào đã vẽ xong, bình luận giúp cô chữ X nào. Rồi, các bạn có thể vẽ thêm nhiều hoạt động khác nữa nha. Nếu như các bạn có thêm thời gian hoặc là các bạn còn dư chỗ, các bạn còn chỗ để mà có thể vẽ thêm nhánh, mình có thể vẽ thêm cái hoạt động giải trí của mình nè. À, đây là một số cái hình ảnh gợi ý cho các bạn về giải trí. Rồi. Bây giờ thì mình có thể tô màu cho hoàn tất ha. Các bạn có thể về nhà tô màu, sau đó là mình sẽ chụp hình mình đăng lên nha. Cô muốn xem và bài của một vài bạn thì các bạn có bạn nào mà đã xong rồi, các bạn giơ tay màu vàng á để cô phóng hình to lên để cho cả lớp mình cùng tham khảo nha. Cô thấy Minh Ánh đưa bài lên nè. À, cô mời mời bạn Minh Ánh nha. Đây. Sao hình của Minh Ánh hơi mờ á cô, camera mờ quá cô không thấy. Con để sát quá, con để xa ra xíu, camera con mờ quá. Minh Ánh có à, cô nhìn thấy loáng thoáng là có 6 nhánh đúng không? 1 2 3 4 5. Đúng 6, đúng rồi. Và cô thấy màu sắc rất là đẹp, sặc sỡ luôn, cô 6 nhánh 6 màu. Nhưng mà tiếc là cô không đọc được đâu. Bạn hãy chụp hình cho rõ và mình đăng lên trên trang giúp cô nha để các bạn cùng tham khảo bài của nhau ha. Rồi, cô cảm ơn Minh Ánh nha. Các bạn đã vẽ được rồi. Cô thấy bạn Trinh giơ tay. Cô mời Trinh nào. Trinh có thể là cho cô xem bài của Trinh nào. À. Đó, Trinh cũng vẽ một cái hình tương tự dân của cô. Nhưng mà cái nhánh của Trinh á, con vẽ, cái màu của con á, có những cái màu nó màu vàng đúng không? Dạ. Con để gần chút xíu để cô thấy được cái màu chữ của con và cái màu nhánh xem nào. À, Minh Ánh ơi, à con có học những cái buổi trước mà học về luật sơ đồ tư duy không? À, con thấy là trên đây á, hình minh họa của con, hình trung tâm thì là rất là đẹp rồi, ok rồi đó. Nhưng mà cái màu nhánh của mình á, cái màu nhánh với lại màu từ khóa phải giống nhau nha con nha. Ở đây cô thấy từ khóa không có giống, nhiều khi con vẽ xong con quên á. Con thấy của cô ghi không là màu nhánh màu từ khóa giống nhau ha. Đó, đó là mình khi mà mình sai màu á, nó sẽ bị phạm một cái quy luật ở của trong luật ma mép ha các bạn ha. Rồi, cô cảm ơn Minh Ánh nha. À, không phải cô Minh con Trinh cô. Cảm ơn bạn Trinh nha. Với lại một cái chút xíu chỗ này nữa nha Trinh. Khi mà con vẽ cái hình minh họa, cô thấy mấy hình minh họa của con á nhỏ nhỏ rất là dễ thương nha. Nhưng mà mình có tới nguyên một trang giấy A4 là các bạn hãy tận dụng hết cái trang giấy của mình ha các bạn. Ví dụ như của cô là con đã vẽ cái hình của mình cho nó to lên để cho thứ nhất là mình nhìn thấy rõ, thứ hai là nó sẽ giúp tràn hết cái trang giấy của mình, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Tại vì mình còn có không gian á, mình hãy vẽ hình to lên một chút xíu nha, đừng có tiết kiệm quá. Mình nhìn không có rõ, màu khó lắm nha. Với lại là mình hãy tập vẽ cho cái nhánh của mình nó bung ra, nó tỏa ra. Khi mà các bạn vẽ hình minh họa xong một hình thì các bạn vẽ tiếp cái nhánh tiếp theo thì các bạn cứ chừa cái chỗ trống để cho cái không gian để mình vẽ hình minh họa ha, chứ mình đừng có vẽ nhánh trước. Các bạn vẽ nhánh trước xong các bạn vẽ hình minh họa vô, lúc đó mình không còn chỗ ha. Ví dụ như nãy giờ các bạn thấy khi mà cô vẽ từng nhánh là cô vẽ luôn cái hình minh họa luôn, thì những cái nhánh sau á nó sẽ né đi ha, nó sẽ né những cái hình kia, chứ mình đừng có vẽ trước các cái nhánh ha các bạn ha. Rồi, cô cảm ơn Trinh nha. Cố gắng là mình sẽ tập luyện thêm thì mình sẽ có thể vẽ được những cái bài ma mép rất là tuyệt vời. Rồi, cô mời bạn Thiên Ân coi, cô xem bài của Thiên Ân xem nè. À, Thiên Ân vẽ rất là đẹp. Đây là có mấy nhánh vậy Thiên Ân? Con đã vẽ xong chưa? 1, 2, 3, 4, 5. Bài của Thiên Ân là có 5 nhánh đúng không? Rồi, cho cô phỏng vấn Thiên Ân một chút xíu nào. Rồi, Thiên Ân bật mic lên nha. Thiên Ân là một trong những bạn thực hành vẽ rất là nhiều ha. Rồi, Thiên Ân bật mic xem nào. Yeah. Rồi, cô thấy màu sắc của cái bài vẽ ma mép của con rất là đẹp. Nó phối màu xen kẽ luôn, nóng lạnh ha. Tuy nhiên là con thấy có một cái điều gì nó làm cho cái bài ma mép của mình nó bị mất cân xứng không? Dạ. Dạ không. À, cái bài ma mép của con á, nói chung là nhìn rất là đẹp. Tuy nhiên là nó sẽ bị hơi lệch một chút xíu không? Do là thứ nhất là
của mình là 5 nhánh, trong khi là mình vẫn có thể vẽ một bài mind map 5 nhánh nha các bạn nha. Nhưng mà 5 nhánh của mình hãy chia đều ra. Lúc nãy cô nói với các bạn ngay từ đầu, nếu như mà các bạn xác định bài của chúng ta là có bao nhiêu nhánh thì mình xác định ngay từ đầu, thì mình phân bố cái nhánh chính á, cho nó đều ra, thì mình sẽ không có bị cái lỗi này. Đó, như ở đây là nếu như lúc đầu con ghi là 6 nhánh mà con vẽ 5 nhánh thì nó sẽ làm cho cái bài của con nó bị mất cân xứng ha. Mình có thể chữa ha, mình có thể chữa bằng cách, nhưng mà bây giờ mình đã lên màu rồi rất là khó. Nếu mà các bạn mà vẽ mà bút chì trước, các bạn có thể chữa bằng cách là mình di dời cái nhánh phụ xuống dưới một chút xíu, cái nhánh phụ của cái nhánh màu tím của con á xuống một chút xíu, thì mình có thể xen thêm một cái nhánh ở giữa cái hình cái nhánh thể thao á con. Đó. Rồi. Rồi cô cảm ơn Thiên Ngân nha. Thiên Ngân có nghe dạ. Cái gợi ý của cô không nào? Ở đây mình có những cái ưu điểm và có những cái điều mà mình cần phải bổ sung hoặc là mình phải điều chỉnh để cho bài vẽ của mình được đẹp hơn. Các bạn hãy mạnh dạn đưa bài của mình lên, chụp hình và đăng lên trên trang giúp cô nha, để các bạn cả lớp mình cùng được xem bài của nhau. Khi mà chúng ta xem bài của một của bạn khác á, mình thứ nhất là mình có thể học hỏi được nè. Mình thấy là bạn này có nhiều cái hình minh họa dễ thương quá, mình có thể là mình copy không? Mình có thể sẵn sàng mình có thể copy được các bạn ha, hình vẽ mình vẽ lại thì nó sẽ ra cái phong cách của mình. Mình sẽ không có sợ là người khác nói là mình vẽ hình lại ha. Cô cũng toàn là vẽ lại thôi. Cô không có sáng tạo ra được. Các bạn nhỏ thì rất là sáng tạo, nhưng mà đối với người lớn thì cái khả năng sáng tạo nó sẽ hơi giới hạn một chút xíu, tại vì mình phải thực hành rất là nhiều mình mới có sẵn hình ảnh để mình sáng tạo ha các bạn ha. Các bạn hãy mạnh dạn chụp hình và đăng lên giúp cô. Rồi ngày hôm nay mình đã học được và mình thực hành được trên lớp một bài vẽ như thế này, các bạn thấy như thế nào? Các bạn thấy có tuyệt vời không? Bạn nào thấy tuyệt vời thì các bạn hãy bình luận giúp cô là tuyệt vời. Rồi, bữa nay thì mình sẽ hoàn thiện cái bài này ha. Các bạn nào mà thấy bài mind map của mình cần phải điều chỉnh thêm thì các bạn có thể vẽ lại một bài mind map. Nếu như mà thực sự mà mình tập trung vào mình vẽ, nó sẽ không có mất nhiều thời gian ha các bạn. Như là bài ở đây nãy giờ mình thực hành chắc cũng phải một tiếng ha các bạn. Nhưng mà mình vừa phải lên ý tưởng nè, mình vừa vẽ luôn. Cho nên nếu như mà các bạn thực hành ở nhà mà mình đã sắp xếp sẵn ý tưởng rồi á, thì mình chỉ bắt tay vào vẽ thôi, thì cỡ khoảng 30 phút là xong ha. Rồi, cô cảm ơn Ngọc Mai. Cô cảm ơn Hoàng Long. Hoàng Long đâu? Sao cô không thấy Hoàng Long hay phát biểu nhỉ? Cô thấy Hoàng Long hay chat. Con hãy mạnh dạn lên nha. Bạn Hoàng Long đâu rồi? Cho cô xem nào. Hoàng Long đâu? Giơ tay lên để cho cô giao lưu chút xíu nha. Hôm bữa giờ hình như cô nghe cái tên Hoàng Long rất là quen, nhưng mà cô chả nhớ mặt. Hoàng Long đâu? Giơ tay lên. Mạnh dạn giơ tay nào. Rồi, sao con không mở camera nên con không có nhớ mặt con ha. Cố gắng là mình mạnh dạn, mình tự tin lên nào. Đó, rất là dễ thương. Rồi, Hoàng Long có thể cho con xem bài của Hoàng Long được không nào? Nào, để cô remove cái này đi. À, Hoàng Long đã ghi đây. 4 nhánh hả con? Mình vẽ bài. Con để xa ra một chút xíu để cô thấy bài tổng thể nào. Rồi, Hoàng Long vẽ trên giấy tập hả con? Đó, cô thấy 4 nhánh của con như vậy là rất là cân xứng rồi đó ha. Tuy nhiên là khi mà mình thực hành mind map, con có thể là vẽ trên giấy A4 á, nó sẽ có nhiều không gian hơn, cái giấy ô tập nó hơi nhỏ ha con ha. Rồi, nhưng mà cô thấy là con vẽ như vậy là rất là cân xứng rồi. Mình hãy mạnh dạn mình chụp hình cái bài của mình đăng lên được không nào? Con có thích học vẽ như vậy không? Con có tính là mỗi ngày con có thể thực hành thêm được nhiều hình vẽ, và cô có thể là gửi một vài cái hình, những cái hình mà trong cái slide của cô có thể gửi lên cho các bạn về nhà các bạn thực hành thêm ha. Rồi Hoàng Long hãy nói vài câu xem nào, Hoàng Long hãy nói giới thiệu về mình xem và nói cho con biết là trong cái quá trình bữa giờ mình học á, thì con đã thực hành được những cái gì rồi, và con có những cái gì ứng dụng được cho việc học của con chưa? Mình tên là Hà Lê Hoàng Long, năm nay mình lên lớp 4. Ba từ để nói về mình là thông minh, nhanh nhẹn và tự tin. Xin các bạn hãy cổ vũ cho mình. Hay quá. Rồi. Hoàng Long có thể chia sẻ cho cả lớp mọi người cùng biết là Hoàng Long đến với bộ môn mind map này, con đã học được những gì và con có thể ứng dụng được trong việc học của con chưa nào? Dạ, con có thể ứng dụng trong việc học của con được rồi.
Hay là quá, con có thể tóm tắt những bài học của con trên lớp. hay quá, tuyệt vời. Đó là mục tiêu của mình đúng không các bạn? Khi mà mình học mind map mình phải ứng dụng được vào trong việc học ha, để mình tóm tắt các cái bài học ở trên lớp. Thế thì Hoàng Long cho cô hỏi thêm là Hoàng Long có rèn luyện mình thực hành sketch note hay là vẽ mind map mỗi ngày không? Dạ tại con không có thời gian cô ơi. À, nhưng mà con đã luyện tập được rất là nhiều rồi đúng không? Được một thời gian dài rồi đúng không? Dạ. À, nếu như mà con không có thời gian nhiều thì con có thể dành một chút xíu thôi. Ví dụ như mỗi ngày mình trong luyện tập mind map mình có rất là nhiều cái kỹ thuật mình cần luyện ha con ha. Ví dụ như là mình có thể luyện bằng luyện sáng tạo hình vẽ nè, mình có thể là luyện vẽ nhánh nè, mình có thể luyện sketch note nè, mỗi ngày 15 phút thôi. Thì nếu như vậy thì Hoàng Long có dành 15 phút được không nào, để mình có thể Được. rèn luyện cho kỹ năng của mình nó thành thạo hơn, và mình có thể thực hành sau này mình nếu như mà mình muốn vẽ một cái gì đó là mình có thể vẽ ngay được, mình khỏi cần tham khảo. Thì nếu như vậy mình phải thực hành đúng không? Nếu như mà mình không thực hành mình đâu có hình để mình vẽ đâu ha. Nếu như vậy Hoàng Long có thể dành 15 phút để cho mình có thể trau dồi thêm một cái kỹ năng này cho thật là thành thạo không nào. Dạ được. Tôi tin là 15 phút là dễ dàng đúng không? Và cả lớp chúng ta cũng vậy ha các bạn ha. Các bạn đã vào năm học rồi, cô biết là các bạn có rất là nhiều bài học ở trên lớp, mình sẽ vất vả, hơi vất vả một chút xíu. Tuy nhiên là nếu như mình yêu thích bộ môn này và mình biết được cái lợi ích của mind map trong khi mình có thể ứng dụng trong việc học như thế nào, và nó sẽ giúp cho mình tiết kiệm thời gian khi mình học bài, mình ôn bài, và nó cũng còn sẽ giúp cho chúng ta cân bằng hai bán cầu não, tại vì mình sẽ học rất là dễ dàng, mình học bằng hai bán cầu não thôi các bạn ha. Thì chúng ta hãy dành thời gian để rèn luyện cái bộ môn này ha các bạn. Rồi, cô rất là mong nhìn thấy bài vẽ của các bạn được đăng ở trên trang Facebook. Các bạn đã biết trang để mình đăng không? Cái trang bình thường bữa giờ mình đăng là trang kích hoạt tài năng Thiên Phú ha. Cô rất là mong nhìn thấy bài của các bạn ngày hôm nay. Và cô sẽ gửi một cái thông tin về cú pháp đăng bài để cho các bạn đăng lên, để cô có thể tìm thấy và các bạn có thể được nhận dạng ra cái bài tập của mình ngày hôm nay ha. Rồi, cô cảm ơn các bạn nha. Vậy thì bây giờ trước khi chào tạm biệt nhau thì cô muốn chụp hình với các bạn trong buổi chiều nay. Các bạn hãy bật camera lên và mình chụp hình nha. Mình chụp với nhau một tấm hình thật là xinh xo nè. À, bây giờ nếu mà chụp hình thì hello cô Tuyết ơi, cô Tuyết ơi, cô Tuyết còn ở trong Zoom không? Nếu mà không có cô Tuyết thì cô Hồng sẽ tự chụp nha. Bây giờ các bạn, team của các bạn đâu, các bạn cùng nhau thả team nha. 1 2 3. Rồi cô chọn chụp được một hình thôi, còn cô chụp thêm một bạn, mấy bạn ở phía sau có mở camera lên không? Các bạn hãy mở cam lên cô mới thấy hình các bạn chứ, để cô nhớ mặt các bạn chứ. Rồi chụp lại một tấm nữa nha. 1 2 3. Dễ thương quá, cô thấy là Trinh với em trai đúng không? Rồi Hạnh Dung rất là dễ thương, Hoàng Long trái tim rất là đáng yêu. Rồi cô chào tạm biệt các bạn nha. Lớp mình hôm nay học rất là vui đúng không? Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau nha. Bye bye, xin chào. Bye bye, bye bye. Con chào cô. Cô Tuyết ơi, cô Tuyết mở mic cho các bạn đi cô Tuyết. Rồi, cô nhìn thấy gương mặt của các bạn rồi. Bây giờ mình hãy nghỉ ngơi, mình ăn cơm ha, xong sau đó thì mình có thể là bắt đầu hoạt động cho buổi chiều. Cô chúc các bạn có một buổi chiều thật là tuyệt vời nha. Con chào cô. Con chào cô. Con chào cô.